nhằm giúp người nuôi tôm, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tháo gỡ phần nào khó khăn. Ngày 21 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp giảm giá thành nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh. Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Giang Sử và hơn 100 đại biểu có liên quan đến lĩnh vực nuôi tôm, chính quyền địa phương. Tính đến tháng 8 năm 2023, diện tích nuôi tôm toàn tỉnh là 278.488 ha, trong đó diện tích nuôi tôm thâm canh là 1.767 ha, siêu thâm canh 4.612 ha. Theo đánh giá của các đại biểu tại hội nghị, hiện nay chi phí sản xuất tôm của Việt Nam nói chung và Cà Mau nói riêng cao hơn so với các nước như Ấn Độ, Ecuador. Từ đó, doanh nghiệp khó cạnh tranh về giá tại một số thị trường nhập khẩu lớn. Kéo theo, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh cũng đang rất khó khăn do giá tôm nguyên liệu giảm. Giá thành tôm nguyên liệu giảm đã khiến đa số người nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn. Theo kết quả khảo sát cho thấy, có đến trên 90% các hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh đều thiếu vốn sản xuất và hình thức sản xuất hiện tại của các hộ nuôi tôm thông qua vốn đầu tư của đại lý, nhà phân phối là chính. Các ngành chức năng thứ nhất thì kết là hiện nay cái người nuôi mình là nó đang gặp cái nguồn vốn rất là khó, mà đa số thì như nãy giờ quý vị nói đó là cái quyền sử dụng đất thì đang thế chấp ở ngân hàng, thành ra là muốn tiếp cận vốn mà nó không có thì bây giờ là nó khó khăn, thì nó, cái này gọi là cái vướng mắc lớn nhất. Thì nhờ các ngành chức năng để cũng như là có thể mình kết nối các cái ngân hàng để làm sao để cho hợp tác xã được tiếp cận đối với cái nguồn vốn tín chấp, để cái người dân là được tiếp cận cái đồng vốn này để cho nó sản xuất cho nó có hiệu quả. Ngành chức năng thì nên kiểm tra thường xuyên là về cái hiện nay đang gặp phải là cái như là hóa chất rồi các cái thuốc men đồ này nọ là trôi nổi trên thị trường rất là nhiều. Các ngành chức năng mình kiểm tra thường xuyên về chất lượng, nghĩa là bây giờ các quý vị ở đây thì có thể chuyên ngành nó thì biết, như cái người hộ nuôi thì vô phương bán cái gì xài thứ nấy, xài nhiều khi nó không hiệu quả gì hết, mang lại tiền mất tật mang. Theo dự báo, thị trường xuất khẩu thủy sản có nhiều yếu tố thuận lợi và cơ hội phục hồi trở lại. Do đó, để giúp người nuôi tôm vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi lại sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, đã có nhiều giải pháp và đề xuất kiến nghị được các đại biểu nêu ra. Kiến nghị với chính phủ về việc giảm lãi suất ngân hàng, khoanh nợ, ban hành có các cơ chế chính sách đặc thù ưu tiên cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Kiến nghị chính phủ các bộ ngành xem xét giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất thức ăn và các loại sản phẩm phục vụ cho nuôi tôm. Có chính sách hỗ trợ hình thành các cái vùng sản xuất nguyên liệu thức ăn trong nước để phục vụ cho sản xuất, giảm phụ thuộc vào cái nguồn cái nguyên liệu nhập khẩu, rà soát và ban hành các cái chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản, nhất là về vốn. Để tháo gỡ khó khăn cho người dân cũng như doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Giang Sử chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương quản lý chặt về giá, chất lượng thức ăn, thuốc, hóa chất và các loại vật tư đầu vào và chấn chỉnh ngay tình trạng chênh lệch giá thành khi bán bằng hình thức trả ngay và hình thức trả sau. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cà Mau tiến hành tuyên truyền vận động người dân để bà con hiểu và hoàn thiện các điều kiện tiếp cận và thụ hưởng các chính sách về vốn. Đối với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đó thì tôi đề nghị có hai việc. Cái việc thứ nhất đó là tập trung để xây dựng cái liên kết chuỗi của cái loại hình nuôi tôm siêu thâm canh, để nhằm hướng tới là sản xuất bền vững và tạo điều kiện cho đó là người nuôi tôm tiếp cận tín dụng thông qua cái liên kết chuỗi này. Thứ nhất đó là phối hợp với các tỉnh để mời các cái doanh nghiệp cung ứng giống thức ăn đó là chế phẩm sinh học mà lớn, là có cái thị phần lớn ở Cà Mau đó, để tham gia, mời họ tham gia vào cái liên kết chuỗi này. Cái thứ hai đó là đề nghị Sở Nông nghiệp phối hợp với hội CASEP để đó là mời các cái doanh nghiệp chế biến xuất khẩu của tỉnh tham gia vào trong cái chuỗi này. Mời riêng mấy cái anh doanh nghiệp này đến để rồi đó là tuyên truyền vận động cái cách làm của chúng tôi như vậy. Phối hợp với liên minh hợp tác xã, với hội thủy sản, với ủy ban dân các huyện thành phố Cà Mau để đó là tuyên truyền vận động là các cái hộ nuôi tôm trong và ngoài các cái hợp tác xã tham gia vào trong liên kết chuỗi khi đủ điều kiện. Cái thứ tư đó
là phối hợp với ngân hàng nhà nước chi nhánh Cà Mau để đó là làm việc và mời gọi các cái ngân hàng thương mại có chi nhánh ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia vào liên kết chuỗi. Thì đó là chúng ta cùng với các bên tham gia đó là chúng ta hoàn chỉnh cái hợp đồng liên kết chuỗi. Mà tôi đề nghị là chúng ta làm với cái tinh thần là khẩn trương,